Nhưng tụi nó ở đây thì phải. Thì ra cậu luôn theo sát vụ này bấy lâu nay. Tôi đã theo vụ buôn người qua biên giới này khá lâu rồi. Dạo gần đây tôi còn phải tìm em gái thất lạc của mình, thì mới phát hiện ra rằng bà ta đang nuôi dưỡng nó. Nếu như đó là em gái của cậu, tại sao không đi cứu mà dẫn tôi tới đây làm gì? Vì nó là em gái của tôi nên tôi không thể nào manh động được. Buông này! Nếu bây giờ mày không manh động thì đợi lúc nào? Đợi tới lúc em mày chết mới đi hốt xác đúng không? Mà nói cho mày biết, chuyến tàu chở em gái mày đi bán chỉ còn 5 tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ xuất bến. Nếu như mày là anh nó, mày thấy ok, cứ ngồi đây chờ thời cơ đi. Tự ta sẽ đi cứu cô bé, đưa ả ta ra ánh sáng. Nếu như không dạ ăn cọp thì làm sao mà bắt được cọp? Anh nghĩ đối đầu với cô ta dễ lắm hả? Tôi đã từng đối đầu với ả. Thì ra vết sẹo đó là do... Đúng. Nên chúng ta phải cần có kế hoạch. Giờ tôi cần anh. Vậy thì mau nói ra kế hoạch của cậu là gì. Chúng nó dùng tàu hỏa không? Tôi chắc. Được. Xin lỗi. Thôi, đưa mấy nạn đi. Đi con.